Bây giờ cảm thấy được hay không? Sao? Cái gì? Anh Chuyện gì? cảm thấy là anh không có yêu em nữa. Suốt ngày Điền à? em bỏ thời gian rồi em chơi với trai, em không có chơi với anh gì hết Đâu có trơn chơi á. game, người ta còn chả chơi game. Thôi đi, đừng có nói nhiều nữa, giờ tôi cũng hết nữa rồi. Anh em chưa có kim cương nạp vào game, anh em đến ngay shop Quý Một Ngón Chấm Cơm, nơi bán hạt uy tín giá rẻ chất lượng. Thử vận may chỉ từ 19k, 20k, anh em có thể trúng 9.999 kim cương. Và đường link mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận bên dưới nha. Ok anh em, hôm nay mình sẽ giả bộ mình cọc với Đan Nhi rồi xem thử phản ứng của Đan Nhi sẽ như thế nào nha. Thì anh em thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở mic lên nha. Cái gì mà cái mic ồn như vậy coi, sửa lại cái mic coi trời. Nhỏ này. Gì? Gì gì mà gì? Cái mic kìa, cái mic ồn muốn chết gì? Sao muốn rồi cái mic đâu? Hồi nãy giờ thấy không phải rồi đó nha. Thấy là cái mic nó ồn lắm rồi đó. Ủa em đi đâu? Làm gì không? Không có tiếng gì trên mà. Nhưng mà không hết. Nhưng mà không hết. Kiểu gì? Tự nhiên không thích. Cái mic nó ồn quá không hết. Bây ồn giờ, đâu? bây giờ cảm thấy không được thì nghỉ đi, đừng có chơi game. Giờ nãy giờ là thấy ông phái mấy người đó. Bữa nay sao à? Sao gì? Cảm thì thấy mình cầu gắt với mình có. Cảm thấy mình nóng hết với nhau nữa thì mình nói thôi. Cảm thấy khó chịu trong người thì mình nói ra thôi chứ có gì đâu. Quá chuẩn. Hôm nay cảm thấy anh đang bực bội đó, đừng có chọc người ta nha. Tự nhiên xong kiểu giận cá chém thớt này. Không hết rồi. Hổm gài á, mấy người chơi với trai, mấy người không có chơi với tôi. Tôi cảm thấy tôi khó chịu trong người rồi, hôm nay tôi nói luôn. Trai đâu mà chơi. Thôi đi, mấy người hổm gài, mấy người không có chơi với tôi gì hết trơn, không có người chơi với trai. Mấy người chán tôi rồi, mấy người nói đại luôn đi. Tôi cảm thấy là tôi trai hay. Trai đâu mà chơi với trai. Tôi đi điên à? Tôi thì tự hiểu. Tự hiểu hiểu không? Chơi với ai thì tự hiểu. Hổm gài á, để tôi không nói thôi. Tôi giờ tôi thấy là tôi không, thấy không ghét chơi mấy game, người đó. Chơi với trai. Tôi cọc mấy người rồi. Điền à? Bây giờ tôi không thích mấy người nữa. Bây giờ tôi vô tôi nói hẳn luôn. Bây giờ yêu không yêu thì nói một lời luôn đi, đừng có chơi với trai, tôi không thích. Ok. Tự nhiên bữa nay mời mình vô rồi nói mình nghe cơ. Rồi sao? Bây giờ tôi thích thế. Không à. Hiểu. Bây giờ cảm thấy là mình không không yêu nữa đó. Ok. Tự nhiên nói thế cơ. Bây giờ cảm thấy được hay không? Sao? Cái gì? Chuyện gì? Anh cảm thấy là anh không có yêu em nữa. Suốt ngày em Điền à? Em bỏ thời gian rồi em chơi với trai, em không có chơi với anh gì hết. Đâu có á. Chơi game, người ta còn chả chơi game. Thôi đi, đừng có nói nhiều nữa, giờ tôi cũng hết nữa rồi. Không có chơi. Bây giờ không có chơi mà tôi không thích cái tính cách của mấy người nữa. Tính sao? Tôi không thích cái tính của mấy người nữa, cái tính của mấy người hiền quá tôi không thích. Đâu có hiền. Tôi hết mấy người dễ thương tôi te cơ. Ý là không được như thế hả? Cái gì mà không được như thế? Ủa chứ ý sao? Tính sao gì? Đã nói người ta không biết mà tính sao hoài, bị điên hả? Nói thiệt. Bữa nay nói vẻ với mình luôn. Ừ rồi sao? Ý kiến ý cò gì không? Thế thì chịu rồi. Chịu không? Tôi đấm cho cái đầu của bà bây giờ đó chứ chịu. Nãy giờ nói chuyện hay không phải đó. Nói nhiều dưới trời. Đã người ta không thích mà nó cứ nói nhiều hoài. Bị điên à? Bị điên à? Mất điên thật. Có bị điên không? Hả? Ai bị điên người biết. Có bị không điên nói không? Cho người ta phải nói cho này á. Nói gì? Điên à? Bây giờ tôi điên. Bây giờ tôi thích điên gì đó được không? Ok. Hả? Thích điên vậy được không? Ok. Má con nhỏ này nó bị điên. Mình chửi nó mà nó ok hoài. Tôi đấm như cái mỏ mấy người bây giờ. Điên gì trời? Đó người ta không thích mà cứ nói hết hoài. Có bị điên không? Anh muốn hút chuông. Hả? Khùng bá trợn gì trời? Cái đậu gì? Tự nhiên mới vô cái mít rồi. Tự nhiên bữa nay vô cùng xúc với mình. Trời. Tự nhiên vô thấy cái mít thấy ông phái rồi. Gái đứa gì đâu mà không sửa soạn gì trơn, đâu quá. Đậu xanh thấy ghét. Thì sao? Nghĩ giờ hết nói gì vậy đó rồi giờ làm sao? Hả?
gái đứa gì đâu mà ngại mới quay hay không phái rồi. Mà còn cọc cằn với người ta nữa, mà còn chơi chí trai nó thôi dẹp. Tính mic đi, ai bắt nói đâu. Thì bây giờ nói luôn chứ, để ức chế trong lòng hổm gài rồi, hổm gài tôi ức chế trong lòng mà tôi không nói. Biết chưa? Bây giờ mấy người tôi nói như vậy đó. Nói đi, tôi nói tiếp đi. Tôi nói như vậy đó, mấy người có ý kiến gì không? Tự nhiên cọc cằn với mình, ai biết gì đâu. Ai biết không, đóng chơi. Chơi với trai hồi nào, chơi đâu. Chơi thì nói chơi đi, tự hiểu. Nhưng ông lớn rồi. Chơi đâu mà nói. Nhưng mà bây giờ anh thích nói em chơi với trai đó rồi sao? Hả? Đó. Rồi mấy sao? Người bị điên. Mấy người bị điên anh không? Anh tự nhiên cục xúc với mình. Ủa thì hết thì cục xúc thôi. Mấy người làm gì tôi? Hả? Trời ơi, hôm nay tự nhiên vô thấy cái mic ồm ồm rồi, không phái rồi. Anh tại thôi, tắt toa đi. Ủa tự nhiên tắt lo. Vậy mấy người là cái gì của tôi mà tôi phải tắt lo? Hả? Bị điên hả? Không là gì, nên tắt đi. Ủa tự nhiên cái không là gì? Ủa bây giờ tự nhiên em cắm sườn anh hả? Ai cắm? Em cắm sườn anh hay gì mà em kêu anh tắt lo không là cái gì của nhau? Thế kêu người ta mày nọ à? Mày nọ gì thì... Bị điên à? Thì em sai thì anh nói thôi, anh sửa lỗi thôi, có gì đâu. Bây giờ nó không chơi với trai mà bảo chơi với trai. Bị điên à? Thì chơi hay không thì em tự hiểu. Ủa kỳ cục. Ờ thì tự hiểu, không chơi. Tôi là tôi sống như vậy đó, không chịu không chịu không được thì thôi. Ok. Tôi hít cọc như vậy đó, không được thì thôi. Dẹp chia tay. Thì thôi. Đâu sao anh có cái hướng gì đâu mà đàn bà con gái gì đâu mà giờ này không ngủ mà đi chơi game. Biết mấy giờ rồi không? Thiệt chứ. Mấy giờ? Đàn bà con gái gì đâu mà giờ này không đi ngủ đi. Chăm sóc vẻ đẹp cho chồng nó hết. Thôi xong. Con gì đẹp? Không đẹp sao chồng nó mê. Hả? Chồng không đi ngoại tình cho nó đi cặp bồ. Tự nhiên nó đi cặp bồ à? Thì ừ, không sao? Không thích thì chở cho đi cặp bồ. Xàm xí quá bà ơi. Dẹp cái tính cách của trẻ trâu quá đi. Tôi thấy hổm gà mấy người trẻ trâu lắm rồi đó. Tôi là tôi lái máy bay mà tôi thấy mấy người trẻ trâu rồi tôi không thích mấy người như vậy đó nha. Ai thích? Hổm gà là tôi cảm thấy là mấy người cực trẻ trâu luôn, trẻ trâu chùm luôn. Lớn rồi đàn bà gái thì phải dưỡng nết của mình nữa đi. Trời ơi trời, cái gì mà trẻ trâu dữ vậy bà nội? Ai trẻ trâu không biết đâu nhá. Lớn hơn người ta 3 tuổi mà trẻ trâu quá trời trẻ trâu. Thôi thua. Trường hợp này chúng non tôi dại. Trường hợp này chúng tôi từ chối hiểu. Ê lớn rồi đừng có nói người ta lên gì non dại nha. Tôi không thích mấy người nói chuyện như vậy nha. Mà nãy giờ đó tôi thấy là tôi không có phái mấy người đó. Không phải thì thôi, tắt mic đi mà quá. Ê tự nhiên cọc cằn nói mình nói không đúng sự thật. Mấy người chơi với trai thì mấy người chơi đi, tôi không biết nữa đâu. Thôi dẹp đi, mấy người đi lo mấy người. Ừ thì cho là chơi với trai đi, mệt. Đó, thấy giờ lộ bộ mặt thật của mình ra đó. Thôi xong. Tối ngày đi chơi với trai mà nó không chơi với trai. Thiệt chứ. Đừng về ăn gái gì đâu mà không nói sự thật cho chồng nó biết gì hết trơn. Cái mình không làm nên mình không phải nhận. Chắc không? Chắc. Tại sao lại không tin thôi không nhận? Bây giờ em có yêu anh không? Chị không đúng sự thật thì thế. Bây giờ em có yêu anh không? Không tin mình cơ mà. Bây giờ em có yêu anh không? Có không? Yêu từ sao? Yêu rồi thì không. Chắc treo. Nói chứ hồi nãy giờ tao ghét mày dữ lắm rồi đó. Tao không phải mày ghét đi. Tao thấy mày láo lắm rồi đó. Hồi nãy giờ tao nhường mày thôi nha. Đậu xanh đàn bà con gái gì đâu mà nói khi nào cãi cái đó vậy trời. Yếu được không được vậy thôi. Đó thấy chưa. Cậu gái đứa mà còn bắt ngu nữa. Vậy bắn ngu kệ người ta. Tự nhiên bắn ngu kệ người ta. Mày nhìn tao bắn nè. Thì nói làm gì. Tao bắn tao là hết trọ. Kệ mày. Khùng khùng dở dở, tự nhiên nôi người ta vô nói. Tao thích như vậy đó. Đơ, không được thì thôi, mệt quá. Không được thì thôi. Không được thì thôi, không được thì thôi, dẹp, nghỉ.
Ê, nhỏ điên, mày đâu rồi? Ê, alo, nhỏ điên ơi, con đang nhi buồn què đếm hối. Con nhi buồn què à? Mày xúc phạm ra vừa thôi, nghe. Đồ điên. Đồ điên không? Bây giờ mà hết đồ điên không? Tao đóng chưa có mở mày bây giờ đó. Ê, đừng chặn tin nhắn. Bye bye. Đừng có chặn tin nhắn là được. Alo. Đừng có chặn tin nhắn nha, chờ đàn bà đàn gái thôi, đừng chặn tin nhắn nha, chặn là mà hơi mệt nha. Dẹp cái tính cách trẻ trâu đi nha.